idol xa cán mốc 10 triệu view. Trời ơi, tin được không? Hai anh em ôm nhau ăn mừng thắm thiết. Sau một thời gian bị vùi dập, bệnh viện Gia Liễu Trung ương cũng xin trả về, thì cuối cùng cuộc đời cũng mỉm cười với idol xa rồi. Bây giờ em đã ở một cương vị mới, thực sự là rất khác. Một bước tiến nhảy vọt. Từ giờ mà ông chủ quán thịt chó nào đòi chuyển kiếp cho Sa, Sa gọi fan là dỡ nhà. Đúng là cuộc sống không biết đâu mà lần. Cách đây một tháng trước thì trông bết bát, lang thang, cù bơ cù bất, không ai thèm dòm ngó gì. Bây giờ đùng một cái trở thành một ngôi sao, giờ không biết thích nghi làm sao đây. Nó hơi áp lực một tí nhưng mà có xương gặm là được rồi. Phải nói là cái thằng anh của mình nó ngu thật, bỏ tiền ra chuộc mình, chữa bệnh cho mình, đến bây giờ mình nổi tiếng hơn cả nó. Đời không như là mơ, cố gắng 4 năm nhưng không bằng may mắn một phút. Giờ thấy nổi tiếng cái bế ấm nhảy nhót chồng xí sớn chưa kìa, sột hết cả ruột. Hôm qua thì cho người ta ăn một miếng thì chê xấu vãi, giờ thấy có tí giá trị cái cứ dí vào. Chú cứ từ từ, tâng anh lên, thế anh gãy chân thì sao. Được rồi, anh thì cũng là người sống gọi là tình nghĩa, để anh gọi là quảng cáo cho chú. Bây giờ anh làm KOL nổi tiếng rồi, thằng chó nào mà đang bị bệnh xấu xấu bẩn bẩn hắc nào gỡ lẻ thì có thể liên hệ với cái thằng áo đen này đấy, bảo chủ liên hệ với thằng áo đen này mà để nó chữa cho nó đẹp giống như tao này, trở thành gọi là KOL. Mai sau nó có tí tiếng nào là nó sướng lắm. Trước nó cho tao ăn một miếng, nó chửi một câu. Bây giờ tao có tiếng rồi đấy. Nhìn như là nó ôm ấp này, xong nó vuốt ve này. Nhưng mà mặt tao vẫn phải vênh lên. Mình bây giờ là chó, phải có giá trị của con chó chứ, đúng không anh em? Đảm bảo không anh em làm dám trả lời luôn. Ok. Thì clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy hay và có những cái niềm vui trong khi xem xong clip này của mình thì nhớ follow kênh của mình nhá. Ít follow quá anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều.